Em nay 30 tuổi đã có chồng, nói nhiều ca 30 tuổi mà, trúng số 30 này, trúng. Đã có chồng và một đứa con, nhưng gần đây em phát hiện mình là lưỡng tính. Hay hold on, mình là lưỡng tính. Rồi, trước kia em cũng có tình cảm với chồng, nhưng dần do bề bộn của cuộc sống và phát sinh vài mâu thuẫn nên tình cảm em mất dần đi. Đến 2 năm nay khi em gần gũi chồng, em không còn cảm giác nữa, mặc dù chồng em vẫn yêu em. Em đã cố, hold on, chồng em vẫn yêu em, nhưng làm sao mà em lại nói là phát sinh mâu thuẫn nên tình cảm em mất dần. Ở đây tiếp tục đi. Em đã cố gắng nhưng do em là lưỡng tính nhưng lại thích con cái nhiều hơn. Em biết chữ con hái nhưng mà anh đoán em biết chữ hờ chữ gờ gần nhau, em đánh lộn. Gần đây em có tình cảm với người bạn gái làm chung và em đã cảm thấy người này rất hợp với mình và em đã gần gũi với người ấy. Em thấy ở bên người này thoải mái vui vẻ và đạt được khoái cảm. Và em quyết định ly dị mặc dù chồng em biết việc này và đã níu kéo và hứa sẽ thay đổi. Nhưng em quyết định ly dị và quyết không cho chồng cơ hội. Em làm đúng không anh? Câu trả lời cho em nha. Em chọn em làm đúng nhưng với một cái lý do sai. Em làm đúng nhưng với một cái lý do sai. Lý do sai là sao? Là lý do em đến với một cái mối quan hệ để em nói là em yêu một cái người phụ nữ khác và em cảm giác là em hạnh phúc ở người này và cái khoái cảm của em thấy em có được, còn bên kia em mâu thuẫn rồi em mới nhận ra. Thì cái lý do mà em, nếu mà là anh nha, thì cái cách nghĩ như thế này thì anh nghĩ là cái lý do đúng đúng, tức là nó lành á, nó không có, nó là tốt nhất, nó không gây tổn thương, mà nó là như vậy á. Có nghĩa là em ở cái trạng thái này, trạng thái sinh học á, em lưỡng tính và em nhận ra là mình không thể xây dựng tình cảm với người đàn ông được, và em không phải vì mâu thuẫn gì với chồng, chẳng phải vì tổn thương hay là gì đó, và em nhận ra điều đó và em muốn cho cái hôn nhân em đang có nó được tốt nhất, là mình ngưng á ở một cái, với một cái gọi là in good term, có nghĩa là ở một cái trạng thái mà nó ít tổn thương nhất, nó lành nhất cho mọi người trong cái hôn nhân đó, con cái anh ta và em. Thì cái đó gọi là cái lý do đó. Tức là em nhận ra là mình đã sai lầm. Thì ở đây anh không đi vào phần gọi là lưỡng tính là nên như thế này hay là lưỡng tính là thế kia, mình không đi theo hướng phán xét, mình chỉ đi theo hướng thôi là em đã xác nhận rằng cái quan hệ tình cảm của em với phụ nữ là cái quan hệ giới tính mà em xây dựng được hạnh phúc. Còn việc em có hạnh phúc với bạn này hay không sau này là chuyện khác, anh không có đi vào đó. Anh chỉ nói là cái hôn nhân hiện tại của em với cái trạng thái là em xác nhận là mình chỉ có tình cảm với người phụ nữ thôi, thì yes, em nên, em có thể làm điều đó, nhưng mà nên làm với một cái lý do tốt nhất, với một cái trạng thái tốt nhất, ít tổn thương nhất để cho nó lành nhất, và rồi sau đó em thiết kế lại cuộc sống của mình, và đó là một chuyện hoàn toàn khác. Anh không nhất thiết với người phụ nữ em đang quan hệ, không chắc, không biết được, ok, cái đó tùy, cái đó là một chuyện khác mà không nói đó. Nhưng mà em hỏi anh làm như vậy đúng hay sai, thì cái hướng mà em đi ra khỏi cái hôn nhân là đúng là nên, và anh rất tiếc phải đồng ý, tại vì anh hiếm khi nào mà nói các bạn lắm, tại vì anh những cái tình huống mà anh gặp, có những tình huống là người ta làm bình phong, tức là lập hôn nhân để được bình, làm cái bình phong để thăng quan tiến chức, để cảm giác mình bình thường. Nhưng mà cái trạng thái mà một người á, là yêu người đồng tính hay là như em tả, tức là em là lưỡng tính, thực ra anh nghĩ là em không phải lưỡng tính đâu, em yêu phụ nữ, và anh không coi đó là xấu hay sai, chúng ta là như vậy. Những cái bạn đó thật sự rất là đáng thương, và mình khuyến khích các bạn mà ở trong cái thế giới LGBT, thế giới nhỏ, và anh cũng gặp rất là nhiều bạn rất là dũng cảm, và anh khuyến khích các bạn hãy tin là các bạn vẫn xứng đáng được hạnh phúc. Nếu mà ai đó theo công giáo hay là những cái thuyết mà chống lại những người đồng tính, thì anh nghĩ một điều là họ không muốn đồng tính và họ đã lọt vào trạng thái đồng tính. Ok, và ngày hôm nay người ta vẫn đang cãi nhau là đồng tính tại sao mà ra, thì mình chỉ biết một điều chắc chắn là không ai muốn mình là như vậy. Ok, thì mình vào cái trạng thái mà người ta phán xét mình, nhưng mà đồng tính là đồng tính và chúng ta chấp nhận, và những người đó vẫn là những người thôi, thậm chí họ bị thiệt thòi hơn những người khác. Tại vì sao? Tại vì có những người phán xét nhìn họ với những ánh mắt đó. Bởi vì khi anh gặp các bạn đồng tính, các bạn mà chuyển giới hay là các bạn nghĩ vậy, anh thích nói chuyện với họ để sao? Để hiểu coi họ họ thiết kế cái cuộc sống của họ xung quanh cái việc bị người ta phán xét, những ánh mắt nó như thế nào. Và một cách ngạc nhiên anh thấy là họ họ chấp nhận được điều đó. Và trong những cái tin nhắn liên quan cho các bạn đồng tính ở những bạn ở thế giới,
Thì anh thấy nó rất là rõ, và anh vẫn tin là họ được hạnh phúc, họ xứng đáng được hạnh phúc. Tuy nhiên cái hạnh phúc của họ phải xây trên cái đó, còn cái việc họ là đồng tính hay là lưỡng tính hay là đơn tính hay đa tính hay gì đó đại loại vậy đó, nó không là cái để quyết định họ được hạnh phúc hay không. Ok, tuy nhiên ở đây em hỏi anh đó là làm vậy đúng hay không, quyết định gì thì cái quyết định của em là đúng, tuy nhiên nên làm có đúng cách đây, và với một cái lý do đúng. Okay. Tại vì sao biết không, không hạnh phúc được nếu như mình đi theo cái hướng kia, và anh dựa vào cái hạnh phúc để anh nói thôi, chứ anh không dựa vào bất cứ một cái tiêu chuẩn nào, tôn giáo, chính trị, văn hóa, hay là một cái góc nhìn nào đó. Anh nghĩ là ở cái đó nếu em đi theo cái hướng mà em đã đi, tức là quan hệ tình cảm với đàn ông, thì em mới thấy là em không được hạnh phúc, em không đi ra được hạnh phúc, và hạnh phúc em nó nằm bên kia, và cái chuyện nó đã xảy ra, nó xác nhận là cái cảm giác của em nó đi theo cái hướng đó, thì yes. Nhưng mà anh phải nói rất ít khi mà anh tư vấn cho các bạn đi theo cái hướng là đồng ý ly hôn, nhưng mà tên tình huống đúng là nó nên là như vậy. Mong là mọi việc được tốt đẹp với em. Ok, anh đang có gia đình, em ly hôn 9 năm và có một bé trai, em và anh là người yêu cũ. Hold on, anh đang có gia đình, em chỉ đã ly hôn 9 năm, em có đứa con trai, hai người là người yêu cũ rồi. Ok, hiểu rồi. Vợ em và anh đang yêu nhau, anh muốn về sống chung với nhau. Vợ em và anh đang yêu nhau, a chắc là ạ rồi, hay là chắc là anh á. Vợ em và anh đang yêu nhau, anh muốn về sống chung với nhau, anh ly hôn với vợ, em hành xử đúng, xây hạnh phúc cho nhau thì có bền và hạnh phúc không? Em đưa ra yếu tố đó khó trả lời lắm. Tuy nhiên theo cái cách em tả thì anh thấy ở em á có một cái sự phụ thuộc, có một cái cảm giác giống như thiếu thốn về tình cảm. Anh chỉ dự đoán thôi, anh không chắc, tại vì em đưa ra không có nhiều, không đủ lớn. Tuy nhiên thứ nhất là em đã ly hôn 9 năm, ok, nó là một yếu tố mà nó xác nhận là ở thời điểm đó em chưa biết cách xây dựng hôn nhân rồi. Anh ta và em là người yêu cũ, tức là hồi trước đã có tình cảm, thì đúng ra đã là người yêu cũ mà không đến với hôn nhân thì cái chuyện nó nên ngưng và nó nên làm. Tuy nhiên bây giờ lại lôi về với nhau, thì anh đoán dựa vào cái đó mà anh đoán là em vẫn còn bị phụ thuộc người đàn ông này, ok, và đó là cái không tốt đó. Rồi giờ em và anh đang yêu nhau thì anh lại thấy một yếu tố là anh ta đang có hôn nhân và anh ta lại đang yêu em, thì nó có nghĩa là em đã đổ, và nó phù hợp với cái anh nói hồi nãy là em nói anh ta là người yêu cũ em hồi xưa, nó có nghĩa là em đã đổ rồi mà em đang phụ thuộc, và ở trong trạng thái anh ta đang có hôn nhân mà em thì lại đổ ở trạng thái này, thì có nghĩa rằng cái cảm giác của anh ta đang dành cho em nó không phải cảm giác yêu, anh ta không yêu em được trạng thái đó. Rồi muốn về sống chung với nhau, đây là yếu tố bất lợi ở trong cái giai đoạn này. Tại sao không nói nha, anh ta muốn cưới em mà em lại nói là muốn về sống chung với nhau. Điều, hai cái đó khác nhau nhiều lắm nha. Đương nhiên nó khác về cái mong muốn bên trong, nó nói về cái cảm giác của người đàn ông bên trong. Tại vì muốn cưới là một cái cảm giác, và anh nói muốn cưới không phải là tất cả, anh chỉ nói là tối thiểu, tức là khi một người đàn ông muốn cưới, ok, người đàn ông mà có tình cảm thì họ sẽ muốn cưới. Anh lặp lại nha, người đàn ông đó có thể không cưới được, mình không biết vì cái trạng thái nó có những cái tình huống, hay là anh ta cưới theo cách gì đó, anh ta làm cái mâm ngũ quả thật quả hay đó, gia đình hai bên hay gì đó, nhưng mà ý anh nói là anh ta muốn công bố và muốn mọi người biết là em là người yêu, là vợ anh ta, cái đó là gọi là muốn cưới. Ok, còn cái muốn về ở chung thì chẳng qua chỉ là muốn quan hệ tình dục được thoải mái, và điều đó nó cũng xác nhận luôn là không thấy có cái gọi là tự hào hay cảm giác yêu. Cho nên là ở đây em tả là muốn về sống chung với nhau, đây là yếu tố bất lợi. Rồi anh ly hôn với vợ, em nói điều này anh không biết là anh ta đã hay chưa, cho nên anh không xác nhận được. Rồi em hỏi là em hành xử đúng xây hạnh phúc cho nhau thì có bền và hạnh phúc không, thì cái câu trả lời nếu như em gọi là em hành xử đúng để xây á, thì đương nhiên nếu mà em đưa ra giả thiết là em làm đúng để xây thì mọi việc nó có tốt hay không, thì nó sẽ ra cái kết quả tốt nếu em làm đúng. Nhưng theo em tả những cái em đang nói đây thì toàn là em làm sai không, cho nên ở hiện tại đang là không tốt. Cho nên em hỏi anh một cái câu là giống như vậy nè, em đang một cái cây em đang chăm sóc, rồi em lấy cái một cái em ra anh đường em lấy cái roi, ok, cái cây này thì nó là cái cây cây kiểng, người ta mua 3 tỷ về, có cái chậu đẹp này, cây cây này nó 100 năm, rễ 100 năm rồi, và người ta ghép cành ra được vài chục trái khế, rồi nó buông buông ra nhìn đẹp lắm, cây này 3 tỷ, ok, rồi cái em ra em lấy cái con dao cùn đó, em lại cây em chặt,
em vừa chặt em vừa hỏi anh Tuấn ơi, nếu em chăm sóc cái cây này tốt, nó tốt được không anh? Bạc cái à, để coi cái lá mày hả bưởi chặt không, mày hả khế chứ lộn đây mấy cây bưởi, bạc cái chặt cái xong lấy cưa ra cái lửa lửa mang đang cho chị ra lông xăng em đổ vô đốt cái cây. Anh Tuấn ơi, nếu em chăm sóc cái cây này tốt được không? Kiểu vậy á, thì anh nói là à, nếu em làm đúng em chăm sóc cái cây sẽ tốt, nhưng mà hiện tại em đang làm cái nó chết đó. Trả lời cho em thì không biết hiểu không, khó trả lời nhiều cái câu thì cũng không biết trả lời sao. Nói gì để mong bạn hiểu được, để cho em như các bạn nghe hiểu được. Anh Tuấn ơi, đàn ông bị stress công việc không chia sẻ người yêu, sợ lo, thì người đó có tình cảm nhiều không ạ? Cái đó không là yếu tố để trả lời được là có tình cảm hay không. Anh ta bị stress hoặc anh ta không nói với em không phải là yếu tố nhìn vào để nói là yêu không. Có rất là nhiều người anh ta không có chia sẻ stress. Nói, giả sử như hàng xóm, anh ta chạy qua nhỏ hàng xóm, người ta nói là anh bị stress quá. Anh không chia sẻ stress, anh giấu nó và làm yêu nó hả? Em biết không? Cho nên cái anh phóng đại thôi, nhưng mà em thấy cái logic là vậy. Có nhiều người ta không muốn đối diện với stress, người ta không nói luôn, chứ không phải là vì yêu người kia mà không nói, không nhất thiết. Ok? Cho nên là đó cũng có thể là điều tốt đẹp, nhưng mà nó không phải là yếu tố để mình dựa vào đó mà xác nhận. Hiểu không? Không ăn nhậu gì. Giống như là vậy nè, anh Tuấn ơi, một người đàn ông mà trời mưa cho mình mượn dù là người là anh ta yêu mình hả? Không nhất thiết. Đương nhiên nếu anh ta yêu cô đó thì anh ta có thể cho cô đó mượn dù, cho cô đó cái dù nhé. Nhưng mà người đàn ông cho người phụ nữ mượn dù đâu nghĩa là yêu. Không nghĩ à, thấy mới ưa tội nghiệp em quá, thôi cho cái dù cho mượn. Em thấy ông trong phim Em gái mưa đó, trong cái đó, em thấy em đưa áo mưa đó, ông thầy đưa áo mưa đó. Và nhớ lắm, mình phải buông hết tất cả thôi, nụ cười mỉm sau bờ môi, ấm áp dịu dàng vai anh. Nhưng mà rốt cuộc cái gì đó, cái gì đó? Chúng ta là thế nào? Có gì cái anh ta yêu em như là em gái, đại loại gì đó. Anh nhớ cái đoạn đó thôi, không nhớ nhiều. Tao ăn nhậu. Ok. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới, bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.